À, xin kính chào cô chú anh chị nhé hiện tại à, thành len đang có mặt tại ấp ba sán Viễn huyện đầm bom tỉnh đồng nai trước mặt quý vị là phía sau lưng tôi chính là tuyến đường trước đất à, rộng 6 mét hai ô tô tránh nhau thoải mái thậm chí xe công đi vào đây cũng rất là thoải mái nha quý vị đây thì à, quý vị sẽ thấy một sẹp phùng hưng này đấy à, tuyến đường rất là gần nha quý vị à, vâng à, còn ở phía sau lưng của tôi ở vị trí này thì sẽ là vị trí đất à, mốc lộ giới từ cái cây này này. Đấy, từ cái cây này. À, từ cái cây và có hoa vàng này qua tới khu bên này. Cái cây bên này thì sẽ là ngang 11 m nha quý vị. Ngang 11 m sâu 54 có tạ 800 m thổ cư nha mọi người. Ở đây thì à, chúng ta có thể chữa lại 5 m xây riêng biệt làm nhà, có sân vườn, có khu chăn nuôi phía sau vì sâu 54, còn lại 11 m chúng ta làm phòng trọ hai dãy úp mặt vào nhau thì hành lang cũng sẽ rất là rộng và rất thoải mái. Xây được khoảng từ 26 đến 30 cái phòng trọ. Thu nhập từ 26 triệu đến 30 triệu một tháng nha quý vị. Đấy, vừa có nhà ở thoải mái vừa có phòng trọ luôn. Với cái lô đất này thì bên em đang bán 5 tỷ 2. À, có bớt lồng. Đấy. Thì xây dựng thoải mái, vị trí thì trung tâm. À, tôi sẽ bay flycam lên cho mọi người thấy vị trí lô đất cũng như là khoảng cách từ vị trí tôi đang đứng trước mặt lô đất này ra đến Phùng Hưng là bao nhiêu mét thì tôi sẽ quay cho mọi người thấy và tiện ích xung quanh nha quý vị. Đấy, thì đó là toàn cảnh cũng như là uh, cái thông tin lô đất thì tôi sẽ gửi tới cho quý vị. Cảm ơn uh, tất cả mọi người đã xem video của em và uh, nếu quý vị có nhu cầu đầu tư thì hãy comment phía dưới để số điện thoại bên em sẽ có nhân viên gọi lại và tư vấn trực tiếp. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này. thành Lên chuyên bất động sản khu vực Đồng Nai xin kính chào tất cả mọi người.